khách hàng vui dùng con Specs xe không muốn lên hình nhá, quay sát cẩn thận. Cấu hình kiểu này sao nguyên siêu hương nguyên siêu luôn. Customer packing list. Sang khác đóng gói mấy cái tí đóng còn trong từng mà bọc đi lông bọc hai lớp đi lông mà chơi cái hộp này hộp gì mới kinh nhỉ, giống như giọng ai cũng đóng gói nhỉ, đóng gói kinh nhỉ. Này khi anh phải quay em để em muốn mang về quảng cáo rồi rồi đang quay thế tí tí copy link cho copy nha, thế chê câu anh không ngoài rồi không quay mặt nữa. Ok, đây cái cắt đây à? Đấy, cái xe cũng được, cái cắt cũng được. Ừ. Này có tính sốt luôn. Nếu mình đặt là có thì đặt được thêm tiền hay là nó không thể lấy cái mạng lúc đấy nó một cái mã đó. Đấy, cái thời kỳ thời điểm đấy nó cùng thời điểm với lại con đeo cũng xuống bút xuống. Đóng gói tiêu chuẩn hàng Mỹ để những bạn mà là mua Specs xe nơi khác được so sánh xem cái này hàng này có phải làm xịn không. Một lớp, hai lớp, đây còn ba lớp. Ba lớp thêm lớp nữa này. Thêm lớp đây. Này nhấc lên, nhấc lên. Đây này. Thoải mái bóc, bóc trong cũng ra ngoài. Đây, bóc tiếp à? Bóc tiếp. Cái này giống y tế, đóng gói. Bóc làm rồi. Cứ bóc ra bình thường thôi. Không được rút ra được. Mình muốn giữ cái này, mình muốn rút ra. Quá đẳng cấp. Anh cầm đi rồi thì tôi giới thiệu. Nhìn đi. Quá đẳng cấp. Trong này có cái sạc này. Có một cái hộp này, sạc này sạc dây lụa. Sạc này rất hiện đại giống Big Ben nhưng mà nó có cái dây này là cổng tai xì. Dây dù, dây dù. Dù dài. Cái hộp này là bút. Ừ. Bút. Ngay quả cáo hốt con bút. Bút.
đấy, con này đẹp. Con này đẹp. Nó còn có đây, cái này nó có sơ cua hai cái đầu bút này sợi mòn này. Đương nhiên rồi. Hàng tiêu chuẩn quốc tế nó phải thế. Sao con này, cái này là nút gì nhỉ? Đỡ đúng không? Đỡ. Và đỡ đỡ màn hình nó đỡ vậy. Từ đánh điện vào thì mới bật được. Con này đúng là nó vuông thành sắc cạnh nhỉ, chồng bạn làm đường nét kinh thật. Đẹp, con này đẹp, đẳng cấp. Trước nay đi của anh đi mấy nhỉ? Có y bảy. Bảy chẳng tắt hơn này mà y năm. Mấy đợt xe hòm nữa bây giờ nó lên ác rồi. Bây giờ giá bây giờ nó lên rồi. Nó cũng buồn. Giờ lên chắc tầm lên 200-300 đô. Con này đẹp, nhìn sang. Màu mắt tính. Con này trông là mít lại đồ nam tính chứ cả nữ tính. Màu xanh này thôi cho chị gái dùng. Chị gái dùng là phải nữ tính chứ. Cùng Thunderbolt này, bên này mini thì SD này, bên này là cắm này. Ai bấm vào lúc mùa rồi đúng không? Chưa bấm đâu. Bên này cổng USB này, chữ switch chè bé tí ở đây. Nó bài làm đường này bảo vàng 24k. Nhưng bảo vàng mà. Rồi, còn sẵn sắc sảo. Nó kiểu nó vát này rất sắc. Nhìn nó với cả cái viền này, nó viền nó màu khác với cái mặt này. Trông nó sắc sảo. Quá nhẹ. Thì nó không bị từ đè đúng không? Nó kiểu như này thì nó coi như là cái mặt bàn phím không sao. Đúng rồi. Bỏ quái lạ sao lại tự nhiên nó cái nhô lên. Chung là hạn chế lật thôi đúng không? Thỉnh thoảng gọi là cần gọi là sâu hàng lật dây nó làm kinh nhỉ. Cái chéo chéo này nó là cái nút gì nhỉ? Nút một đây, không một đây. Nút góc này. Không, ý là cái chéo chéo này nó là cái gì nhỉ? Cổng này cổng gì? Hay là cổng này cổng sao? Cũng là cổng kiểu USB thôi. USB Type C đúng không? Nhưng mà nó không phải cổng sạc nữa, cổng sạc ở đây đúng không? Vâng, nó có cái hiệu nguồn đấy. Trời chơi cái lút, mấy cái lút này nó làm quát đi. I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, potential Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen.
If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to... Your keyboard is set to... Do you also type with an up... Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Just so you know, connect... Now let's get you connected to a network. That way you can get updates... Just so you know, connecting to a network now. Next up, type what you want to name your account. Thôi rồi xong rồi nhá. Khách hàng gõ tên. Rồi, video giới thiệu thế thôi. Xin cảm ơn.